có nên thử đặt đồ ăn vặt Gen Z. Đồ ăn vặt à? Phải thử biết được nhé. Và đây là trận đi rùa, rùa sẽ giúp mình mở thùng đồ ăn vặt. Ok, cảm ơn rùa nha. Có đồ ăn lúc bây giờ thèm vợ mình. Đâu, làm gì có cái gì ăn được đâu. Chả có cái gì ăn cả. Đây chỉ là combo siêu đỉnh những món mà mình thích thôi. Đầu tiên là rong biển cháy tỏi. Đỉnh chốc khi mình đánh giá nó là king of ăn vặt. Gọi là rong biển nhưng lại ăn rất bánh cuốn. Đặc biệt rong biển bạn có thể ăn vặt cả ngày mà không sợ tăng cân. Thế nên là mình đánh giá rất cao món này. Tiếp theo là mực cán tẩm gia vị. Món này chắc chắn là được tẩm cái gì vào rồi. Ăn một miếng vào là chỉ muốn ăn thêm miếng nữa. Ngồi xé ra ngon khó cưỡng lắm. Cả cái thằng khô bò này cũng thế nữa này. Cái cảm giác mà xé cả miếng to ra ăn nó phê đến nỗi là nhai không thể ngừng được. Thêm đó nữa là cái món mực hấp cốt dừa. Món này có màu hồng nha. Và chắc chắn là không thể thiếu khô gà khô heo. Nếu như bạn đang phân vân không biết chọn loại nào thì có thể dùng hộp mix ba vị. Cả mực gà heo 3 trong 1. Có thể chiều lòng được khẩu vị nhiều anh em. Còn quả cơm trái trà bông mình hay dùng để ăn đêm. Phát hiện ra là cơm trái này ăn với rong biển rất là hợp. Làm cho một quả đĩa đầy đủ. Quả mồi này mà ngồi xem bóng đá thì cứ phải gọi là nhức nách. Với tinh thần yêu nước tôi khẳng định luôn đội tuyển Việt Nam vô địch anh em nhé.